Thưa quý vị, trong phóng sự kỳ trước thì chúng tôi đã đăng tải nhận định của một số chuyên gia cho rằng năm 2017 sẽ là năm của bất động sản bình dân. Bên cạnh thúc đẩy nhà thương mại giá rẻ, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có xu hướng phát triển nhanh nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cần tỉnh táo trước mục tiêu tốt đẹp này. Cuối năm 2016, CBRE Việt Nam đưa ra dự báo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có gần 43.900 căn hộ mở bán vào năm 2017, gần 40% trong số này thuộc phân khúc bình dân. Tỷ lệ mở bán thành công của nhóm này được dự báo đạt gần 60% trong năm nay. Còn theo JLL Việt Nam, trong năm nay thành phố sẽ có hơn 36.000 căn hộ mới, trong đó dẫn dắt thị trường cũng là phân khúc nhà giá thấp. Theo đại diện Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, việc này thể hiện sự điều chỉnh của thị trường khi phân khúc bất động sản cao cấp đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lệch pha. Động lực quan trọng giúp thúc đẩy sự chuyển biến của phân khúc nhà giá rẻ không thể không nhắc đến động thái bất ngờ của Vingroup khi lần đầu tiên một đại gia trong phân khúc bất động sản cao cấp lại tuyên bố sẽ đầu tư xây dựng từ 200.000 đến 300.000 căn hộ có giá chỉ từ 700 triệu đồng một căn. Bước đi này sau đó được giải thích là nhằm đa dạng hóa phân khúc khách hàng, nhưng dù vô tình hay cố ý, Vingroup cũng đã bơm một liều thuốc trợ lực mạnh cho phân khúc bất động sản bình dân. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn tuyên bố sẽ đầu tư đẩy mạnh hơn nữa cho nhà giá rẻ. Thật sự không có gì phải lo lắng khi các doanh nghiệp đổ xô vào phát triển nhà giá rẻ. Việt Nam đang thiếu trầm trọng những căn nhà có giá phù hợp với đại đa số người có thu nhập thấp như công nhân, sinh viên, giới trẻ. Thiếu trầm trọng. Và tôi chắc chắn rằng, trong vòng 10 năm nữa, tình hình cũng tương tự. Tại Việt Nam, một căn hộ được xem là thuộc phân khúc giá rẻ khi có giá dưới 1 tỷ đồng, tức là bình quân 15 triệu đồng một mét vuông. Với mức độ này, theo đại diện Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có thể chấp nhận trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh dẫn chứng, đất nước Singapore cũng từng chấp nhận phải ở chật một chút trong suốt 30 năm đầu từ ngày lập quốc. Đến khi đạt được mức độ phát triển nhất định, họ sẽ thay thế dần những căn hộ chật chội bằng những căn hộ mới tiện nghi hơn. Chúng ta phải chấp nhận một cái phương thức để chỉnh trang phát triển đô thị theo cái lộ trình mà có lẽ một cái bài học rất là quý giá đối với chúng ta, đó là bài học của Singapore. Và Singapore phát triển như hiện nay, họ phải trải qua hơn 50 năm. Nhưng mà phải nói trong 30 năm đầu tiên là Singapore chấp nhận một cái giai đoạn phát triển đô thị ban đầu là ở chật một chút, ở chưa đẹp và chưa có đầy đủ tiện ích. Nhưng mà dần dần là người ta chỉnh trang lại từng khu phố, người ta theo cái tiến trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, trong buổi làm việc với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy thành phố Đinh La Thăng cho rằng cái giá 15 triệu đồng một mét vuông rõ ràng đang vượt quá tầm tay của những người thu nhập thấp, tiêu biểu là công nhân. Ông Thăng yêu cầu phải tìm cách để giảm giá nhà ở xã hội xuống còn 5 đến 6 triệu đồng một mét vuông, mỗi căn có diện tích từ 45 đến 60 mét vuông, tức là khoảng dưới 400 triệu đồng một căn. Và để có được mức giá này tại thành phố đắt đỏ như Hồ Chí Minh, ông Thăng cho rằng ngân sách của thành phố phải chịu toàn bộ chi phí đất. Tuy nhiên, một tính toán của lãnh đạo Bộ Xây dựng cho thấy, nếu thành phố chỉ bao chi phí đất thôi là chưa đủ. Theo vị này, để phát triển những căn hộ 100 đến 200 triệu đồng, nhà đầu tư tại Bình Dương phải hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là được xây căn hộ có diện tích cực nhỏ, từ 25 đến 30 mét vuông. Thứ hai là được miễn hẳn tiền sử dụng đất. Và cuối cùng là dự án phải nằm trên phần diện tích đã có sẵn hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, nghĩa là giá thành căn hộ của chủ đầu tư sẽ không phải gánh thêm chi phí xây dựng hạ tầng. Như vậy xem ra, để hiện thực hóa chỉ thị của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần thêm nhiều tiền hơn từ ngân sách. Không những có giá vượt mức thu nhập mà số lượng các dự án nhà giá rẻ cũng còn thấp hơn rất nhiều lần so với nhu cầu thực. Theo số liệu của Hiệp hội Bất động sản thành phố, hiện thành phố có khoảng 3 triệu người dân nhập cư, hơn 500.000 hộ gia đình chưa có nhà ở và khoảng 50.000 cặp kết hôn mới mỗi năm. Còn nếu tính theo số lượng 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020, trung bình mỗi doanh nghiệp chỉ cần 10 lao động, thì số công nhân tại thành phố này đã lên đến 5 triệu người. Trong khi nếu tính cả những dự án đã khởi công, dự án được chấp thuận đầu tư và dự án mới có chủ trương đầu tư, thì đến năm 2020, thành phố mới cung ứng được 20.000 căn hộ nhà ở xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia từ JLL Việt Nam cho rằng, việc khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở giá rẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần phải thận trọng hơn. Thứ nhất, chủ trương này chắc chắn sẽ vấp phải áp lực đòi giảm diện tích căn hộ và tăng mật độ xây dựng của dự án. Điều này sẽ dẫn đến những căn hộ hợp dày, showbox đã từng xảy ra tại Singapore, hay tệ hơn là những khu ổ chuột trên cao đã được cảnh báo nhiều lần. Thực tế hiện nay, những đề xuất như thế này được các doanh nghiệp lặp lại khá nhiều lần. Cái chương trình này thực hiện một cách tốt đẹp và nhanh chóng, thì tôi nghĩ là ngành xây dựng nên có một cái hướng dẫn là nhà nhỏ rẻ sẽ được các chỉ tiêu như là nhà ở xã hội, có nghĩa là mật độ xây dựng được tăng lên, hệ số sử dụng đất được tăng lên và chấp nhận cho nhà nhỏ rẻ được quyền đầu tư căn hộ 25 mét vuông như nhà ở xã hội. Bởi vì tôi thấy rất là bất công
Tại sao nhà ở xã hội thì được 25m2 mà nhà ở nhỏ rẻ thì không được 25m2? Tôi cho rằng đấy là điều cần phải xóa bỏ sự phân biệt. Và thứ hai là vấn đề quá tải của hạ tầng và chất lượng sống của thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đang thiếu căn hộ giá rẻ. Nhưng một điểm cần lưu ý là việc phát triển quá nhiều căn hộ giá rẻ như thế này sẽ dẫn đến lượng người nhập cư tăng và điều kiện sống theo đó sẽ đi xuống rất nhanh. Chính phủ sẽ cần quan tâm đến vấn đề này hơn để có những chính sách điều tiết hợp lý. Chúng ta có thể nhìn vào các quốc gia khác, chẳng hạn tại Anh, quê hương tôi, cũng có những dự án nhà giá rẻ với quy mô lớn và thành phố không còn là nơi tuyệt vời để sống nữa. Với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, thành phố Hồ Chí Minh luôn thu hút một lượng lớn người nhập cư mỗi năm. Và xét ở một góc độ nào đó, giá nhà chính là rào cản của thị trường, khiến một bộ phận người nhập cư sau khi kết thúc học tập, lao động tại thành phố sẽ trở về quê nhà. Giá nhà được đẩy xuống quá thấp, có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng về quy hoạch và phúc lợi xã hội.